Cùng với sự phát triển của xã hội thì rất nhiều trung tâm âm nhạc cũng được ra đời, đáp ứng nhu cầu phát triển năng khiếu cho thanh thiếu nhi. Theo những nhạc sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thì Đắk Lắk hiện có khoảng 20 trung tâm âm nhạc chuyên đào tạo âm nhạc cho thanh thiếu nhi. Con số này trước đây rất ít, nhưng hiện nay thì phát triển rất nhiều và được đầu tư bài bản hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn. Nhờ sự phát triển này mà các phụ huynh có điều kiện để giúp cho con em mình phát triển năng khiếu về âm nhạc từ nhỏ, để những em có tài năng thực sự có thể thử sức ở nhiều cuộc thi âm nhạc và mục tiêu lớn hơn là gắn bó sự nghiệp với âm nhạc. Trong các loại nhạc cụ thì piano là loại nhạc cụ phát triển nhiều nhất và cũng tạo được những dấu ấn đầy ấn tượng. Tại cuộc thi tài năng âm nhạc miền Trung được Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ở thành phố Nha Trang vào tháng 6 năm 2019, Đắk Lắk có 60 thí sinh lọt vào trung khảo và có 24 em đoạt giải thưởng. Chúng tôi ghé thăm trung tâm âm nhạc An Piano, một trong những trung tâm có đông thí sinh dự thi, với 20 em và có 8 em đoạt giải trong cuộc thi tài năng âm nhạc miền Trung vừa qua. Trong đó một em đoạt giải nhất, 2 em đoạt giải nhì, 1 em đoạt giải ba và 4 em đoạt giải khuyến khích. Rồi vừa qua thì Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức một cuộc thi, đó là tài năng miền Trung, tổ chức ở hai điểm, đó là Nha Trang và Đà Nẵng. Thì với cái niềm đam mê của tôi cũng như các học trò thì không thể không tham gia cuộc thi này được. Thì chính vì thế các bạn quyết định là thi vòng sơ khảo. Sơ khảo thì thi online qua mạng là chính. Và được khoảng 16 bạn là lọt vào vòng chung kết. Thì tôi cùng các bạn dừng bài, các thầy trò bắt đầu dừng bài để xuống Nha Trang thi vòng chung kết. Và kết quả rất là bất ngờ, đó là 8 giải. Sắp tới là có cái cuộc thi ngoại hạng miền Trung. Thì các bạn cũng đang là dùng hết tâm huyết tập luyện để có kết quả cao. Nhỏ bé so với lứa tuổi của mình, nhưng Đinh Ngọc Ánh, 10 tuổi, được nhạc sĩ Trương Hữu An đánh giá cao ở năng khiếu và khả năng tiến xa của em trong tương lai. Học piano từ năm 7 tuổi. Và đến nay, nhờ sự khuyến khích và cách dạy của thầy, thường xuyên làm clip cho các học viên, nên Ngọc Ánh đã tự tin để đến với cuộc thi tài năng âm nhạc miền Trung vừa qua. Và trong cuộc thi này, em đã đoạt giải khuyến khích. Lần đầu tiên đi thi thì con hơi run, nhưng mà được giải rồi thì con rất là vui. Đến với bộ môn âm nhạc, ban đầu là các phụ huynh hướng cho các em, và sau một thời gian các em sẽ bộc lộ được tài năng của mình. Thông qua quá trình học, các em biết nuôi dưỡng ước mơ để hình thành nghề nghiệp trong tương lai. Con học với thầy An, con thấy rất là vui, thầy rất là nhiệt tình. Những chỗ con không hiểu, thầy đều giảng cho con đều hiểu bài và trả bài cho thầy rất là tốt. Vì con rất đam mê môn piano, những khi con học bài xong con rất stress, nên con thường ngồi lên đàn và đàn những bài cho ba mẹ nghe. Em Hồ Thảo Nguyên, nhà ở Chư Rút, tỉnh Đắk Nông, và thế mạnh của em là thanh nhạc, nhưng em đã quyết định học thêm piano để có thể phát triển hoàn thiện hơn. Thì lúc đầu mẹ con cho con nghe rất là nhiều nhạc và lúc đầu con cũng thấy rất là thích. Rồi nhỏ thì con cũng bập bẹ hát theo, rồi đến năm con 5 tuổi thì con bắt đầu biết hát. Và mẹ con lúc đấy thì cũng chưa biết cho con đi học như thế nào nên bắt đầu nên 5-8 tuổi bắt đầu cho con đi thi. Qua các cuộc thi con bắt đầu tiến bộ dần nhiều hơn và con thấy là không thể nào mà mình là một nghệ sĩ mà mình không có thể mà viết đàn, mình phải trau dồi thêm về cái kiến thức âm nhạc của mình, nên là con quyết định đi học đàn piano. Một vòng qua các trung tâm âm nhạc có thể thấy rằng lượng học viên luôn giữ ổn định và phát triển, chứng tỏ phụ huynh rất quan tâm đến việc phát triển năng khiếu của con em mình. Trung tâm âm nhạc Thanh Toàn Piano thành lập được 3 năm và lượng học viên hiện nay khoảng 50 học viên. Để đảm bảo chất lượng cho các học viên, mỗi ca học chỉ có 7 học viên và được 2 giáo viên hướng dẫn. Có rất nhiều lý do để phụ huynh hướng cho con em mình đến với các trung tâm âm nhạc.
Tôi cho bé học đàn cũng được 3 tháng, hơn 3 tháng rồi. Thì thấy cái môn âm nhạc này rất là hay, rất là tốt cho sự phát triển của các cháu. Cũng không phải là môn học chính, nhưng cái này nó là bổ trợ cho các cháu sau những cái thời gian học vất vả. Các cháu có được thư giãn. Rồi ngoài ra thì bé cũng có đam mê, cho nên là tôi cho bé học để có thể là sau này không đi theo con đường đại học thì cháu có thể dạy nhạc và thỏa mãn đam mê của các cháu. Các trung tâm âm nhạc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện, thị xã, thành phố đã tạo thêm nhiều cơ hội cho nhiều mầm non tài năng phát triển. Qua những cuộc thi từ trước đến nay cho thấy các thí sinh Đắk Lắk rất có tiềm năng và nhiều em đã từng đoạt giải cao. Nếu được bồi dưỡng bài bản, chuyên nghiệp và được tham gia nhiều kỳ thi thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều tài năng âm nhạc. Riêng các học viên ở trung tâm An Piano thì tôi thấy là các em rất là tốt. Tốt vì sao? Các em mạnh được cả hai mảng luôn, vừa nhạc nhẹ và vừa cổ điển. Tôi thấy hầu như các em đều chơi được cả hai chất luôn, tức là hai thể loại đó, vừa cổ điển vừa nhạc nhẹ. Hiện tại là có rất là nhiều bạn có cái triển vọng rất là lớn. Và tôi cùng các giáo viên ở đây là quyết định là bồi dưỡng các em đến nơi đến chốn luôn. Như vậy, ngoài nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, thì sự ra đời và phát triển của các trung tâm âm nhạc đã phần nào đáp ứng được nhu cầu rất lớn từ cộng đồng. Và bên cạnh việc phát triển được tài năng cho thanh thiếu nhi, thì các em cũng góp phần làm sôi động hơn các cuộc thi âm nhạc, cuộc thi tài năng trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk.